Dụ như các bạn thấy em mà làm mấy 10 triệu, mười mấy triệu, sửa chữa những cái xe mấy chục triệu đồ, các bạn sẽ có câu hỏi làm lặt vặt em có làm hay không. Thì hôm nay giới thiệu với các bạn cũng một anh khách cũng sửa mình hai xe, ba xe rồi đó. Thì ví dụ vấn đề làm lặt vặt đều có làm hết. Và có một câu hỏi là một số anh em hay hỏi mình này, ủa anh Tây làm dàn chân là làm cái gì? Làm dàn chân là xúc bình xăng côn thay dây ga đồ hả? Không, làm dàn chân là ví dụ giống như anh này đang làm nè, là xe các bạn đi lâu, bạn sẽ vô là thay bố thắng nè, thay nhông sinh dĩa nè, rồi kiểm tra cao su gấp, cao su đùm nè, cao su gấp của anh đi lâu đó thì nó bể đắp nó nát rồi vậy nè đó. Ví dụ cao su nè, cái này kêu là cao su gấp nằm đây. Ví dụ khi các bạn đi lâu á là nó sẽ rách hết như vậy, bảo lấy vô cho anh mấy cái mít ở trong còn lại hết đó. Rồi này cao su gấp, rồi ví dụ đi lâu á thì nhông sinh dĩa rồi nè thì nó mòn, mình thay nhông sinh dĩa. Rồi đâu để coi xe ảnh làm cái gì, ví dụ như là đóng tăng bua, đóng cốt má đùm. Tăng bua là ở bên đây, chủ xe biết tăng bua là cái gì không? Biết đó, tại vì thực sự là ảnh rất là xuyên đi bảo dưỡng xe ảnh mà. Cái kia nữa, ví dụ nhiều người ta hỏi á là à nếu mà một cái xe bảo dưỡng thường xuyên á thì như thế nào, còn một cái xe mà không bảo dưỡng thường xuyên thì như thế nào. Cho mượn cái hộp luôn nha. Ví dụ như cái xe bảo dưỡng thường xuyên á thì mình sẽ đi ngon hơn, còn cái xe mà mình không bảo dưỡng thường xuyên á thì nhiều khi đi nó cứ lọc cọc lẹt kẹt đồn vậy. Ngày hôm nay ảnh bảo dưỡng xe rim lùn của ảnh là đóng tăng bu, đóng cốt má đầm, đóng lưng bạc đạn hai bên. Rồi ví dụ người chủ xe giải thích giùm em, nó đóng lưng bạc đạn hai bên để làm chi vậy? Giờ ví dụ là mình cho người chủ xe người ta tự nói luôn. Đầu tiên là tại sao đóng tăng bua, tại sao đóng cốt má đùm? Nếu xài lâu thì nó mòn. Còn nếu mình không đóng rồi mình mua cái mới thì sao? Mua mới để cho nó lỏng rồi chứ. Với lại nó mắc tiền. Còn ví dụ mình làm vậy thì mình khắc phục lại thôi thì nó đỡ tiền mà vẫn đi ngon bình thường mà. Đó. Rồi cho cái này nữa. Cho này nữa. Rồi kịp vô luôn. Đóng tăng bua, đóng cốt má đùm, đóng lưng mặt đạn. Ở trong cái bánh mình nó nhiều chi tiết lắm nha các bạn, bánh sâu á, đóng lưng bạc đạn là ví dụ cái đầm sâu của mình á, nó sẽ có một cái lưng nữa mà đóng bạc đạn vô thì cái đó nó bị mỏng, bị lỏng, thì mình đóng cúng má đầm, rồi thay ba bạc đạn bánh cho ảnh nè, 4 tháng trước, 4 tháng sau, đợt này là anh làm full dàn chân ở tháng sau, rồi phốt bánh sau, phốt bánh sau là phốt ở trong cùi dĩa này nó có phốt nữa, đó. Rồi nắp bao giờ lóc nồi là anh mua cho xe full dầu một, ảnh không nói rồi tiền công là hết. Khoảng gần triệu, tại trong đây có đồ full dầu một anh mua giờ anh để dành nữa thì khoảng gần triệu là trong cái xe này là hết. Rồi hồi xưa giờ làm đây như thế nào, đồ đạc tại sao cứ tới làm ở đây làm hoài? Đồ đúng đồ anh, đồ hãng thôi. Rồi nhân viên có mất dạy lão cá gì không? Đó, nguyên nhiệt tình. Ủa? Còn thằng chủ thì hơi ba gan chút thôi đúng không? Có. Không có. Bình thường. Bình thường. Rồi trong quá trình làm đó giờ có bị trục chặt tiền cơ lần nào mà phải tới chỉnh sửa lại không? Có chứ. Có hả? Trục chặt thì cứ lại chỉnh lại thôi. Hình như là bữa đầu của xe quay đó phải không? Phải không? Đúng rồi. Xe quay bữa làm dàn chân là bị gì quên rồi? Đúng rồi. Em... như bóng đèn với ấy đâu lạc chặt lên. Cái nhiều khi quên thay á lại kêu thay lại thôi. Rồi. Đó thì sẽ câu hỏi cho các bạn á là thay nhông sinh dĩa 4 tháng hoặc là vệ sinh lọc gió dây ga boe mình có cần làm gì không, thực sự cái gì mình cũng có làm hết nha các bạn. Một cái xe mà đi lâu á mình đâu phải là mình vô mình làm mắc tiền là mình tốt đâu. Một cái xe mà ví dụ muốn kiểm chứng là quay clip là một chuyện, quay clip là đồ xịn đồ là một chuyện, xài đồ xịn là một chuyện, quan trọng là canh chỉnh nữa. Cho nên là lâu lâu là phải bóc mấy người chủ xe đồ á, người ta đi cả quá trình là mấy tháng, năm hai năm, mình hỏi người ta chính xác nhất. Chứ còn một chiếc xe mà ví dụ biết là quay vậy ai cũng quay, hoặc là người ta đều muốn quảng cáo cho bản thân người ta tốt á, nhưng mà em không có như vậy. Ví dụ nhất là ông này thì hồi xưa giờ em làm cho ổng á suông sẻ cũng có, hai xe đều là xe bu chờ giống vậy hết nha các bạn, đều là cái xe bu chờ hai đó mà đều màu đỏ nó vậy hết á, thì suông sẻ cũng có mà trục chặt cũng có, nhưng mà quan trọng với người chủ xe người ta hiểu không á. Bởi vì có một số người ta nghĩ là quăng cái chặt ra một cọc tiền
là Marty là sẽ ngon. Không phải vậy, hoặc là nhiều anh em ở trên mạng đã coi rất là sai lầm là cố gắng đồ tốt đó là sẽ ngon mà không cần canh chỉnh. Nhưng mà không có, ví dụ như hồi đó giờ anh này anh gắn bó với em cũng hai đời xe nè, cũng được 2 năm luôn á, đúng không? Hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm luôn rồi là anh sẽ biết rõ nhất là làm đồ hãng là một chuyện, nhưng mà khi mà mình làm đó là mình cân đối giữa đồ mới lại đồ cũ. Cho nên giống như mình phải kết nối cái đồ cũ là đồ mới lại á, mình phải kiểm tra canh chỉnh nó nữa. Thì cần nhất là cái người thợ người ta phải canh. Thì khi mà bất cứ cái gì trên một chiếc xe của mình mà nó gặp trục trặc thì các bạn cứ nói với em sẽ canh chỉnh lại. Hoặc tới một cái giai đoạn mà em không canh chỉnh nổi nữa, ví dụ một là cái xe nó vợt quá, tay nghề mình tới đó em chịu thua thì cái đó là em dở. Hoặc khi mà các bạn đòi hỏi một cái gì đó em canh chỉnh hết sức. Ví dụ như anh này, thực sự anh không phải là đòi hỏi, nhưng mà trên cái vấn đề là xe anh có bị chạy ra vợt cũng dữ lắm. Tiếp đi. Rồi quay đó, bên kia quay ngay tiếp luôn à. Ví dụ như là làm xe anh này thì đầu tiên nhất là trục trặc gì, hoặc là những cái kỷ niệm mà mình nhớ khi mà cái xe mình làm trục trặc. Chạy nó không vừa ý và xuống chỉnh chạy cũng là vừa ý rồi. Nhưng mà ví dụ không vừa ý là cái gì không vừa ý? Ví dụ như là đầu lòng nó kêu, hay chân cam nó kêu, hay chạy hao xăng, hay bị hộp xăng hay cái gì? Chân cam nó kêu, giờ chỉnh lại là chạy ok rồi. Rồi ví dụ xe này xe thứ hai thì mình hiểu rõ nhau, mình làm việc với nhau dễ hơn. Còn xe đầu, ví dụ trong lúc mà mình làm xe đầu á, có buồn phiền gì qua lại không, hoặc là không? Xe đầu ok, mà giờ làm xe này xong rồi muốn đi xe này chứ không muốn đi xe kia, xe kia cấp để làm của luôn. Nhưng mà nè, nó có một cái nè, vẫn có rất nhiều người ta, tại sao á, ông cũng vậy, ông này cũng vậy, xe ổng xe Trung Quốc luôn, ổng có xe phụ trợ Trung Quốc nữa. Ví dụ ổng có xe riêng đùng không nói, ổng có xe phụ trợ Trung Quốc nữa, mà hai ông luôn. Cho tôi hỏi một câu là tại sao hai ông? Tôi biết khả năng hai ông là có thể mua được cái xe quay alpha bình thường có 20 triệu mới đi mẹ nó cho rồi đi. Tại sao hai ông không làm điều đó mà hai ông đều lấy mấy cái xe cũ, mua xe cũ rồi sửa chữa lại? Bây giờ cho cái xe mới giờ máy chạy dở lắm anh. Nóng nhão lắm. Còn riêng của em á này mình sợ. Em nói nghĩ sao rồi thì ông này là ông có một cái quen pha cũ nè, một cái rim lùng cũ, ông có thêm một cái xe phu Trung Quốc cũ luôn, nhưng mà ông vẫn chọn phương án là ông sẽ sửa chữa lại ba chiếc xe để ông đi, chứ ông không chọn là ông mua xe mới. Mặc dù bữa giờ số tiền làm lặt vặt rồi là đủ mua xe mới, còn ông này ví dụ như là tại sao lại không mua cái xe mới hãng luôn, một cái full LED mới, hoặc cái quay S mới, hoặc là quay A mới, hoặc là cái Jupiter xe bút mới. Thằng cháu cũng có anh chiếc mua xe mới rồi, ông anh cũng mới mua lượt với anh em luôn, cũng ba mấy 40 triệu mà chạy nó gần một năm là nó hư đồ cái sửa. Còn xe em sửa rồi chạy không ít, sửa nó ít hư vậy lắm. Là bữa giờ có cậy chạy ké người ta là cô thử cảm nhận máy móc được chưa mà phán vậy? Có chạy chứ. Xe nói chung xe nào cũng có chạy á, chạy cảm nhận đi đường nó không có ngọt rồi nổi xe này. Ông mới thấy vậy không? Đúng rồi. Xe mới giờ được mới thôi. Chạy phải cảm nhận nha. Còn lên mà đời chạy thôi, nó nói làm gì? Phải cảm nhận xe vậy. Cứ biết chạy biết gì đâu. Mới giờ dở lắm. Mua về đi phải làm ở mình rồi. Nếu mua về dắt ngã về mua cái chạy đâu. Còn ông ví dụ như là giữa mình với lại có thêm cái mình muốn chia sẻ với các bạn nữa nè. Ví dụ nói cái này á, đừng tự ái, đừng buồn em gì nha. Ví dụ anh trai này nè, thực sự luôn á là ảnh cũng không biết chữ như cái ông xe phun trời một. Thực sự tới giờ luôn á em vẫn cay ông phun trời một nha. Bữa giờ hai ông có nào coi vụ đó không? Có, cái đó là mới coi phần một thôi đúng không? Còn phần hai phần ba nữa chưa đăng lên. Còn mới phải là tới chỉnh là hai ba lần như có cái máy gì cũng vậy, chạy về xong phải canh chỉnh lại và một thời gian nó mới đúng theo ý mình chứ. Vậy cứ ngắm bờ bờ hoài em đâu có được đâu. Rồi quan trọng là bữa giờ cái xe ổng không có bị gì để mình canh chỉnh luôn. Mà thêm một cái nữa là người ta ổng nói là ổng không biết chữ. Rồi
ông cứ nói không biết chữ mà em thấy cái chuyện đó không biết chữ không liên quan gì tới mình luôn á. Ví dụ như giờ không biết chữ thì mình nói không biết nghĩ thì đâu, mình nói là mình cảm nghĩ mình chạy mình là mình biết chứ bộ đó. Ví dụ như anh này nè, mình dạy cái gì cũng biết. Như anh này anh không biết chữ các bạn, thực sự là nói chung mà cũng nhắn được sơ sơ cũng đủ hiểu. Thì ví dụ không biết chữ thì mình nói chuyện, ví dụ à tới anh em gặp trực tiếp nè, mình là đều là những người mà kêu là đúng nghĩa là mình lớn, mình có tuổi đó rồi chứ không phải là đứa nít nữa. Ví dụ anh em tới à có gì không hiểu mình trao đổi trực tiếp với nhau, còn đâu phải mình sống bằng mạng xã hội là mình làm này làm kia đâu. Ví dụ như ảnh chạy cái xe ảnh có gì không được vừa ấy là ảnh tuốt ở trên Đức Hòa, Đức Huệ, Long An có mưa không là ông chạy xuống luôn. Phúc nghe thử nó gọi anh gì gọi nãy giờ thì à mình trình bày mà nói với mình cảnh chỉnh. Còn riêng mà cái chuyện mình nói với bạn, nếu mà làm ở tiệm á mà kêu luộc ở bữa giờ ông gọi ông đổi thường em luộc đồ à, ông mà làm mấy không giờ ông kêu là luộc cái sợi khỉ máy, cái máy ông ra luộc cái gì trong đó mà bây giờ ông kêu luộc có ba cái sợi khỉ, ông ví dụ làm mấy hơn là đủ máu nấu là luộc cái sợi khỉ đó, rồi ông nấu đủ thứ hết á. Rồi bây giờ ủa hồi bữa có thay có xe nào dính vô thay bình xăng xe phun chờ chưa? Chưa, em hồi phục hết rồi, về không chạy không về là nó hao làm gì không còn đó. Rồi xong rồi xe ông chạy hao sang cái này kia đồ ông gọi cũng chữ mình, xe nào em về em cũng xe kia cũng vậy, chạy về một tháng là thấy nó xăng nó hao khó chứ khó là đi chơi hồi phục mình xăng liền, em đi phục hồi liền phục hồi liền. Mà ví dụ như chẳng hạn như ông này đi, người ta biết vậy thôi, người ta đem ra tiệm nó làm cha nợ chi không biết mà thêm không biết chữ hay gì đồ nữa, hoặc là đại khái là mình kêu đồ má nó chả cố chấp luôn thì thôi, người ta đem ra hoài cho người ta làm cha nợ chi tự căng sẵn nhà luôn. Em yêu khoa học. Ờ em yêu khoa học. Không có đâu đâu. Bây giờ mình trồng cây thì mình trồng cây mẹ đi đúng không? Hoặc là bây giờ thở những xe thở xe mẹ đi, còn ông này làm gì? Thở xuống nước hay gì? Dầu ga. Dầu ga, đó thì dầu ga mẹ đi cha nợ kia làm thợ hồ mà vô phục hồi bình xăng canh bình xăng luôn. Rồi giờ đổ thừa qua em thì đấu đầu. Giờ mình tóm lại ngắn gọn các bạn này, mình làm đây đầu tiên á, giờ nói về đồ đạc á, thật sự á là bây giờ thời buổi giờ là đồ đạc nó nhiều lắm. Mà cái form của em á là em làm là em thay đồ mới, cho nên những đồ cũ các bạn đừng bày nói chuyện cái đồ em luộc không luộc. Một người bình thường vậy nè, người ta vô á cũng phải lấy cái đồ mới thay cho người ta. Bây giờ đồ cũ á luộc cũng làm được gì hết. Rồi tiếp nè, cái thời buổi này không ai còn luộc đồ đâu, ở đâu làm không biết. Riêng em đồ á anh em thương cho cộng hết chứ đừng nói luộc, hoặc em mới các bạn em tặng lại các bạn cộng hết nữa chứ đừng nói luộc đồ. Bởi vì không phải riêng gì cái xe mình anh mà nào khoa quay vô, tại vì lúc nào vậy sẽ có nguyên dàn xe người ta trong cái giai đoạn là người ta xếp hàng để người ta chờ được tết được em mới đó chứ đâu mà bây giờ em làm mấy xe này em làm mấy triệu hai mấy xe phụ chờ mà cứ đổi thừa luộc cái sợ khỉ hoài theo nó hoài nó mệt không. Rồi tiếp nữa là bây giờ nếu mà mình làm bằng máy không thì mình phải hiểu là trong phần máy nó như thế nào, nó gồm những gì, hoặc là qua hư sơ hư mình xăng. Ví dụ như anh này anh không biết gì đúng không, thực sự mấy ổng cũng đành thì bây giờ tay làm cho mình cái máy thôi. Bây giờ mình thấy mình xăng mình chạy không mượt, mình vô thì mình xăng cho người ta giúp mình phục vụ mình xăng. Chứ còn khi thực sự xe nào em làm thì em cũng đều xúc rửa đồ hết, nhưng mà nè vô chuyên sâu nè thì tay vẫn là một cái thằng sửa chữa máy thôi. Ủa ví dụ vô sâu nữa là cái thằng phục vụ mình xăng nó khác, mà cái thằng nó quấn lửa đồ nó khác nữa, quấn cục đờ nè, rồi quấn cuộn đèn còn lửa là nó khác, rồi vô lửa là cái người phục hồi bình xăng con nó khác. Mấy người đó là riêng giờ nếu mà bình xăng con mình đồ là người ta còn giỏi hơn tay nữa đó, thì nó sẽ ra những cái giai đoạn đó các bạn phải coi hiểu. Còn đừng có nói là làm không có tâm không lương tâm gì hết, mình nói bạn tới bất cứ ai cũng vậy đó, có khách cứ đây rất là đông. Một cái xe vô nè em nhận 10 triệu 12 triệu anh em đồng ý thì làm, anh em không đồng ý thì thôi đi về chứ chúng ta xài đồ gì luôn. Ví dụ như là anh trai này cút Đức Hòa Đức Huệ Long An là tại sao ông là cái câu đó ông nói em hoài luôn á. Ví dụ như tại sao anh không làm trên đó 2-3 triệu đồ mà anh xuống em chi cái máy phụ trợ hai bình thường em làm cho anh nhiêu tiền anh? Máy trước 8 triệu, máy này 10 mấy 15. Máy trước em làm cho anh cũng 8 triệu một mình ổng đó, mà hai giá tiền khác nhau. Cái máy trước em làm cho ổng nhiều à, mà giờ cái máy thứ hai này em làm cho ổng 15 triệu, tại sao vẫn xuống? Ví dụ vậy trả lời luôn cho cái cảm nghĩ của mình thì nó không có nằm đường bằng mình đi audio đi không có đi hơi cái dòng máy đó, là giống như là ổng đi xa là ổng đi Phan Thiết lên đồ luôn. Phan Thiết rồi, tại giờ anh ngoài đó anh chạy đâu Phan Thiết luôn nha các bạn, cho nên là không phải là qua là vừa đáp vô xong nói sẽ nhận ngon. Có ở đây là mình muốn minh chứng cho các bạn là qua thời gian sử dụng rồi cái phụ tùng sử dụng
rồi cách thức mình làm, rồi cái người này người ta phải biết nữa là giờ chắc mấy ông này chắc tự thay nhớt nhau được hết quá phải không? Đó mà vẫn làm được. Đó là tự thay nhớt, tự nhông xin dĩ đồ nhà được thì mình phải biết bảo dưỡng xe mình nữa, chứ không phải là thi mà các bạn bỏ em làm mười mấy triệu xong nha là ra là xe các bạn sẽ chạy hoài những diễn nóng hư đâu. Các bạn phải thay bu đi định kỳ nè, kiểm tra bu đi nè, rồi kiểm tra nhông xin dĩ bạc đèn rồi, ví dụ anh này anh không biết làm thì anh tới em thay luôn vậy đó, chứ không phải là khi mà làm được một cái xe mười mấy triệu ra cái xe nó sẽ vẫn cũ hoài, không có. Cái xe hãng mua mới cũng vậy, các bạn thấy không, người ta sẽ có một cái phiếu bảo hành định kỳ cho các bạn 6 lần đầu á là 1.000 cây đầu tới người ta sẽ làm những gì cho các bạn, 2.000 cây đầu tới người ta sẽ làm gì, chứ không phải là khi mà một chiếc xe ra là nó sẽ trường tồn vĩnh cửu đó, phải sửa chữa tiếp hoặc là nuôi nó định kỳ nữa để mà nó còn phục vụ tiếp cho mình, nó không nằm đường bậy đó. Là ông này nói đúng nè. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, đã ra chờ, nó thấy tôi nói quá, nói nó không biết tôi nói gì, để cho hai ông này ông đi chơi.